Rồi xin chào tất cả các anh em. Thì hôm nay không biết làm video gì, mình lên một cái cây phôi linh sam siêu hoa. Mình sẽ anh em nào chưa biết thì vào mà cùng mình phân tích rồi mình cắt phôi cây bonsai này ha, cái phôi này ha. Cái phôi này dán đế nở đều lắm nè, này phôi sắp đế mà đế, tại nhiều quá sắp cũng chưa kỹ, sắp cũng sơ sơ à. Đó. Sắp đế à, ở sau đế hơi yếu hơn trước tí, trước thì đế ngon nên là mình lấy này, hướng này là mặt tiền nè. Đó, này nè. Hướng này để điều ngon lấy hướng này ha. Rồi mình có thể mình phân lên, mình sẽ binh được dáng nào. Mình ví dụ mình ở đây mình cứ cắt phôi đi, mình nuôi đi, mình để dễ rễ nó dài tí. Sau này mình thúc lại trong quá trình mình nuôi tàn, mình thúc đế là lần lần thì cây nó sẽ an toàn hơn. Mình cũng có thí nghiệm lóc đế sát gì nè. Nhưng mà cái tỷ lệ nó hao hụt cũng nhiều lắm anh em. Tại vì cái cây mình cắt nó còn tí xíu, cái lượng nhựa nó rất là ít nên nó dễ đi lắm. Thường mình cắt phôi xong thì mình cắt luôn, mình lóc đế cái cỡ này nè. Đó, nhìn thì đẹp liền đó. Nhưng mà cái khả năng nó, cái nguy cơ nó chết cao lắm. Nên là anh em cứ giữ cái bộ rễ nhiều vậy đi. Rồi sau này mình xử lý tạng trên vừa kết hợp mình xử lý ở dưới. Lần lần cái thành phẩm cái mình rút chậu luôn là nó không có ảnh hưởng nhiều đến mấy cây. Đây cây này mặt tiền rất là ngon nè, đế đều đều nè, mặt tiền nè, có rất nhiều nhánh để mình có thể binh dáng. Ví dụ như cái mặt này đây, anh em có thấy nhánh nào đâu, đúng không? Hoặc là hướng này, hai hướng này là không thể nào chọn được rồi. Chỉ có thể là chọn hướng này nhưng hoặc cái hướng này, hai hướng này đều giống nhau nhưng mà chỉ cái hướng lần này thì nó rễ nó ngon hơn nè. Hướng này rễ nó cũng được mà nó yếu hơn, mình lấy hướng này. Rồi trong cái cây này thì mình phân tích cho anh em mình có thể làm được cái dáng gì. Ở đây mình cũng có hai dáng để làm thôi anh em, hai dáng mà mình suy nghĩ tối ưu để cho cái cây này thôi nha. Một thì cũng chơi chữ lắc đi, chữ lắc thì mình tán ngay đây. Tán ngay đây, tán xéo xuống gì dựng cái ngọn lên. Nhưng mà chữ lắc thì nó lại dở, có một cái này nó ngang ra quá, cái này nó ngang đâu phải, nó xéo lên tí mình lắc nó mới ngon. Nó ngang ra, nó ngang luôn, hầu như nó ngang gì luôn à. Còn mình nếu mình tán đây để làm chừng lắc thì nó sát quá, với lại nó thẹo to, với lại mình không có binh hết dáng của nó. Mình tán đây thì cái lệch cái ngọn ra ngoài quá nhiều, cũng không có giữ trọng tâm vô cái đế nên là cảm giác cây nó không vững đó. Nên là có thể là mình tán chừng lắc đây, bấm cái đây mình cưa ngay đây bỏ đó, mình cưa ngay đây bỏ đó. Để mình lấy này làm chi một và mình dựng cái ngọn này chi hai ở đây. Đó là hướng thứ nhất nha. Còn hướng thứ hai ở đây, mình làm cái trục trục thẳng lên, trục pin lên. Thì mình phá bỏ một nhánh, bên đây có ba nhánh này. Bên đây lại có một nhánh, mình sẽ phá một nhánh, mình cắt bỏ nhánh giữa. Đó là nó hài hòa lại, là nó có bên đây, nó có bên kia, nó có lại đây. Rồi mình dựng điểm cái nhánh đây và cái ngọn đi lên, mình phá nhánh này bỏ nè. Rồi bây giờ mình vẽ cái kiểu trực bên nha, mình vẽ bình thường như hôm rồi cũng vẽ cây trong hình đó các bạn.
Rồi mình sẽ cái xu hướng của mình làm cây này thì mình cắt bỏ ở đây nè, cành này. Giờ mình cắt cái đỉnh ở đây, cây này nhìn cũng quất cây, nếu mình làm ra thì cũng được đó. Rồi cái hình mình mới vẽ nè, có vẽ nó tương đối nó giống anh, tại vì mình chiếu vô là cái khúc xạ của nó, cái ảnh ảnh chiếu của nó thì nó rất là giống. Bây giờ mình sẽ phân tích cho anh em, nãy mình có cái hướng là mình cắt ở đây để làm cái chân lắp đó cũng đẹp đó, không phải chơi đâu đó. Mình phải phân tích được hai hướng, hoặc là ở đây mình sẽ cắt bỏ cái này, mình cắt cái đỉnh ngang đây đó, đó là cái hướng thứ hai của mình. Bây giờ mình sẽ xóa những phần mình cắt nha, rồi mình sẽ xóa đây. Rồi mình cắt cái đỉnh xuống, rồi thì mình cũng thúc chi vô, mình cắt chi luôn á, mình cắt đây, cắt đây, cắt đây, rồi mình bo cho anh em xem nha, thì nó sẽ ra cái cây đó, nhìn nó là tay chân lực lưỡng, nhìn rất lực cây vậy nó mới ngon đó. Rồi mình sẽ có một cái phôi như vậy, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ nuôi một cái đỉnh lên, nuôi cái đỉnh vào một cái chi thứ tư. Đây, 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 đây nè. Ở đây nó sẽ ra mầm, tại mình cắt nó cao hơn này ha. Mình cắt mình vạt xéo nè. Mình cắt xéo gì nè. Xéo lên tí cho nó trên cao nó sẽ đưa nhựa lên. Giờ mình sẽ dẫn lên một cành. Mình ở đây một hai chỗ hai một cành cho mình đá ở đây một cành đó các bạn, sau này mình nuôi lớn nó sẽ có hình dạng gì nữa các bạn. Bắt đầu cắt đây tiếp để lấy nhịp hai là mình được coi như là gần xong cây mình đó. Mình sẽ nuôi nó đó, giờ nó ra đây nhánh nữa nè, gỡ lên nhánh nữa, mình tiếp tục mình lại dựng cái nhánh của đây là coi như xong một cây. Đó, đó là cái mô hình của nó là vậy đó anh em. Rồi bắt đầu mình phân mấy cái nhánh ra, nhìn rất lực ha. Dân sơ cho anh em mình quan sát vậy thôi. Mình phải nuôi cái này cho nó lớn lên nè, để nó bít cái sẹo lại đó, không cây rất là lực luôn. Đây bạn, đó là hướng thứ nhất nha, làm cây trực. Mình cắt bỏ nhánh này, cắt cục này lại, cắt cục bên kia lại, xét xéo đây. Mình nuôi trong quá trình mình nuôi nó sẽ nở cái thân ra thêm, nên là cây nó sẽ bề ngang nó ra nở ra thì cái bề cao nó sẽ mình cảm giác như nó lùn vậy đó, thì nó càng ngày nó càng lực lại ha. Đó các bạn, cắt ở đây, cắt xéo ở đây, hơi xéo nhẹ lên thôi, xéo quá thì thèo nó to lâu lành sẹo. Cắt bỏ cái này, còn nhánh này cắt cục lại, cái này này số 1 cắt cục lại, số 2 cắt cục lại, số 3 cục lại, và sau cũng cần phong như cái bài trước mình chia sẻ đó anh em. Từ nhánh này qua đây thì nên tốt nhất lấy một cành phong tại đây nè, à, cành phong tại đây là đã đủ cho cây này đó.
ở trên thì càng ngày càng khích lại thì cái cành phong không có cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ tiếp cái dáng trượt lắc với cái này anh em. Rồi mình có cái hình bóng của nó trong đây đó. Bây giờ mình cưa cái chân lót là mình cưa ở đây nè, mình cưa nguyên nhánh này bỏ nè, rồi mình sẽ bôi. Anh em nào mà chưa có hiểu nhiều về dáng cây thì vào cái video mình đã tham khảo chơi nha. Đó bây giờ mình sẽ cắt đây, mình cắt đây, mình bỏ luôn. Thì mình bên là sao tận dụng cái những gì sẵn có của nó càng nhiều càng tốt để mình làm cái cây nó mau thành phẩm anh em. Đó à, cái này thì nó hơi ngang ra ha, nhưng mà mình có thể mình chơi một cây trượt lắc mà cái phần thân chính hơi nghiêng ra khỏi cái trọng tâm của cây tí cũng được, cũng có cây nhìn cũng rất là có duyên. Bây giờ nè, đây đây à, người cây cốt nha, thêm đệm này cái xương lưng nhỏ cái ở đây cũng có cái cành ra, ở đây mình dựng cái đỉnh lên. Mình cắt cái xích dao nữa đặng nó có lớn nó lóng vô đây nè, mình có thể mình cạp sẹo cho nó bằng lại cũng được đó, cho nó có cái bước chuyển nhịp, nó không có gắt cây, không có cái độ gót của cây á. Rồi mình cũng binh dần ra tạo những cái nhánh cơ bản ra anh em ha. Rồi thì mình dựng ngọn đó, dựng ngọn thì có như đây 1 2 3 thì kết thúc đây luôn. Tay chân banh ra thành một cái cây. Đó mình có cái cũng có cây trực, nhưng mà lý do nè, cái cành này nó đá ra quá, nó ngang ra quá nên là mình dựng cái ngọn nó nằm ngoài luôn, nó nằm nó ngoài gốc luôn. Thường là ngọn người ta hay đánh về cho nó trọng tâm với cái gốc này nè, nhưng mà mình cho cái ngọn nó nghiêng gì đó luôn cũng được, nó là phá kiểu một chút xíu đó. Thì cành phong thì cũng như lúc nãy, cành phong mình lấy từ đây qua đây, có cành phong mình uống ở đây, từ đây lên đây cũng có cành phong giữa uống ngược qua đây, nó xen kẽ vậy đó nè, tuyệt đối đừng có trùng nhau đó nè, nè
chơi vào cái thường là mình binh gián, mình binh theo thứ nhất là cây bài hay kiểu tài thiên nhiên sẵn có của nó. Nhưng mà cây bài thì nó đẹp là lý do người ta cũng đúc kết nguyên tắc này nọ nên nó mới tạo nên cái đẹp của nó, đúng không? Thì phải nuôi cốt cành nhịp nhàng với nhau nó mới có cái tỷ lệ nó rồi mới đẹp được. À, rồi cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.